Xin được kính chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Còn là Tuấn đến từ A3 Auto có địa chỉ 88A Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay thì em xin phép được lên sóng cho quý vị anh chị và các bạn ba mẫu xe crossover cỡ C hiện đang có mặt tại salon bên em. Hai mẫu xe đến từ nhà Honda và một chiếc xe đến từ Hyundai. Cái chất lượng đầu vào thì bên em luôn luôn đặt lên hàng đầu, nên khi mua xe bên em anh chị hoàn toàn có thể mang xe đi bất cứ đâu để kiểm tra về chất lượng của xe, mang ra gara do anh chị quen biết hoặc là mang vào hãng để kiểm tra về chất lượng của xe. Và nếu như anh chị nào mà cũng không đủ tài chính để trả thẳng chiếc xe bên em thì bên em cũng sẽ hỗ trợ anh chị vay ngân hàng lên đến 70% giá trị xe, kết hợp cùng với đó lãi suất ưu đãi anh chị nhé. Chiếc xe đầu tiên em muốn được giới thiệu đến anh chị và các bạn, đây là một chiếc Honda CR-V phiên bản 2.4 TG sản xuất năm 2017. Chiếc xe này của em thì mang ngoại thất là màu bạc anh em nhé. Ngoại thất màu bạc này thì cực kỳ là bền màu luôn, nhìn cực kỳ là đẹp và sang đấy ạ. Chiếc xe này thì đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi và mang biển số thành phố. Biển số thành phố thì khi về Hà Nội mặc định anh chị và các bạn sẽ không mất 20 triệu tiền biển và chỉ mất 2% tiền sang tên thôi. Cái giá mà em đang chào bán là 135 triệu đồng. Thời tiết đang nắng nóng, em đang tranh thủ quay cho anh chị và các bạn nên là mặt em có hơi nhăn nhó, mong anh chị và các bạn thông cảm cho em. Chiếc tiếp theo nữa, đây là một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 Turbo full option trong phân khúc máy xăng của Tucson anh chị nhé. Chiếc xe này của em thì sản xuất 2019, model 2020, tư nhân sử dụng và mang biển số Hà Nội ạ. Xe thì lăn bánh được 7 vạn km rồi. Cái giá em đang chào bán là 735 triệu đồng. Tiếp theo nữa là một chiếc Honda CR-V. Chiếc xe này thì nếu như anh chị nào mà chưa biết thì Honda chính là cha đẻ sinh ra phân khúc CR-V crossover đấy ạ. Chính Honda là người đã nghĩ ra được phân khúc đó anh chị nhé. Và chiếc Honda này là một chiếc Honda CR-V L phiên bản 2018 và sản xuất 2018 này và nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Thái Lan. Xe này của em thì mang ngoại thất là màu xanh ô liu anh chị nhé. Nếu mà anh chị nhìn qua màn ảnh điện thoại hoặc là xem vào trời tối ấy, thì rất khó để nhận biết được. Màu xanh này thì đi buổi tối thì nó sẽ là màu như kiểu gần như là đen luôn đấy. Còn màu sáng thì nó sẽ lộ rõ những cái ánh xanh anh chị nhé. Cái giá em đang chào bán là 735 triệu đồng. Và ba mẫu xe này hiện đang có mặt tại địa chỉ 88A Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh chị nào mà quan tâm thì có thể quay trực tiếp salon bên em, chạy thử và cảm nhận về xe. Nếu mà ưng chiếc xe nào thì bên em cũng sẽ cho anh chị một cái giá tốt nhất để anh chị có thể tiếp cận được những chiếc xe này bên em. Và em cũng xin cảm ơn. Hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo ạ.